Kính thưa bà con, hôm nay trở lại miếng vườn của hai để xem coi vàng cây làm sao, chuẩn bị cho tưới kịch rễ. Đó, thấy vàng cây 14 tháng nha bà con. Nhìn đẹp ghê không? Đây, em nói cây 14 tháng liền mắc ghép. Đó bà con thấy không? Nhiều người nói không tin là cây 5 rưỡi mới liền mắc ghép, nhưng mà thật sự cây này là 14 tháng liền mắc ghép rồi nha bà con. Nguyên miếng vườn này hiện tại giờ đó trồng sen mít, giờ cho chặt mít hết rồi, cắt học keo cũng bự rồi, cho xử lý hết rồi, giờ đi hữu cơ ăn làm lại cái đọt. Làm lại cái đọt này rất đồng lọt nha bà con, tại vì mới gãi hữu cơ nay cũng giáp tầng à, chuẩn bị đưa kích rễ vào miếng vườn này đặng cho nó ra một cơ đọt đồng loạt. Nó còn thấy hồi lúc vừa nhận miếng vườn này nó đi đọt rất là lọt sọt luôn, này đi đọt rất đồng loạt rồi đó, là cây này là bị vàng lá xuống lá luôn nè. Nay phục hồi lại như vậy là quá ok rồi, kiếm tỷ lệ một cái lá vàng trên cây này thật sự rất là hiếm luôn nha bà con, tại vì đợt rồi cho nó làm cho nó đào hải nó rụng hết rồi. Quá trời đẹp luôn. Cử này cho bác hai xịt thuốc kéo đọt ra bằng Nutrigol với sâu gầy thôi, kéo đọt ra rồi mình tiến hành kích rễ luôn. Hai dàn cây như vậy là bà con đi thăm vườn là rất là vừa bụng luôn nha bà con. Bởi vì bà con mà có trồng sen mít á thì nên xử lý cây mít đi bà con, thấy không? Cây mít thời đó là nó nằm vô chân mô luôn nè, cho chặt hai bên hết rồi. Đó, cây này nó sung quá. Ô, cây này kiểu như nó đi đọt còn hơi trễ cho nên giờ nó mới chuyển sang lá lụa. Tỷ lệ quản lý sâu gầy vườn này cũng đạt cả khoảng 80%. Còn nãy giờ thấy đi cây nào cũng đẹp đẹp không ha bà con. Làm gì mà kiếm được có cái lá nào mà bị vàng đâu, nó cũng đào hải hết rồi. Có mấy cái clip đầu trên đây thì cây mắc phèn mắc cháo gì nó cứ xì nó đà đà xuống. Thì cái cây này là cây nhỏ nhất ở trong cái đám sầu riêng này, đó là nó bị tiếng trùng trùng đọt hết trơn luôn. Em xử lý có 5 tháng hả, 5 tháng mấy là có vết sinh trưởng rồi. Nó cây này giờ có đà là nó phật ra liền, cho chặt cây mít kế bên nó là nó đừng bị gặp ánh sáng là cây này đã phật lên liền luôn nè bà con, tại mắt cây mít này thôi. Đó, còn hay không, vàng lá bóng bẩy. À, bà anh có cái lá nó bị thiếu vi lượng để quay cho bà con xem. Đây, biểu hiện của lá bị thiếu vi lượng nè nha bà con. Thiếu vi lượng là mình lúc mà lá lụa mình xịt combi ra thôi. Còn này là lá này thiếu vi lượng cái lúc mà còn cái lá đài ở trong rồi, kiểu như nó còn nằm dạt trong rồi. Còn vàng lá ngoài đây là em cho xịt combi, là từ khúc này đổ về đây là không bao giờ bị thiếu vi lượng hết, chỉ có khúc trong này như nhánh này nhỏ quá thì trước sau nó cũng đào hải thôi, cho nên giờ có một số lá vàng nè chuẩn bị nó rụng và nó chết luôn cái nhánh này. Nhánh này thuộc dạng là kiểu như là nhánh để trao đổi chất quang hợp này kia thôi. Cây này nó cũng bị tiếng trùng nữa nè. Hiện tại nó đã liền mất ghép hết rồi. Qua đã, đi mà xử lý vườn cho người ta mà đi sau khi mà xử lý thành công rồi đi thăm vườn nhìn đã lắm mà con. Đó, đây là một số lá này là lá vàng có biểu hiện bệnh hồi đó, giờ nó chuẩn bị nó rụng hết rồi, cả chừng tháng sau đi cà đọt mới lại mấy lá nó rụng, là tỷ lệ mà cây mà vàng lá trên nguyên vườn sầu riêng thì không có đâu bà con ơi. Nó rụng, nó đào hải, nó rụng hết nè. Cây này đi đọt trễ giờ là nó mới chuyển sang lụa.
Nãy giờ là đây, lá này là lá bị sâu nha bà con. Lá này là lá sâu nè. Gầy thì nó sẽ cắn lá, nó quéo quéo lại. Để em kiếm lá gầy quay cho bà con xem. Đó. Kiếm lá gầy cũng hơi khó. Vườn này sẽ định kỳ 7-10 ngày không bà con ơi. Dàn cây nhìn thấy đi hâm mà nắng sáng mà nó chiếu chiếu vào luôn. Quá đã. Cây nào cũng như cây nấy. Nè, để quay phim lại cho bà con xem mà vườn này cây này là cây 14 tháng. Quá đẹp. Cái cây đắng là nó cao cả 2,5 mét luôn rồi đó con. Thì đòi thử dinh dưỡng của vườn này là nhiêu. Dạ. Con đang đòi thử dinh dưỡng này. Dinh dưỡng trên 0.5 là đạt nha bà con. Cái vườn này là 0.93 luôn. Quá trời dinh dưỡng. Ngay chỗ này thì nó 46. Để đo ra ngoài đây luôn coi. Ngoài đây đã gờ có gáy lăng nè. Ngoài đây thì nó chưa có tầng dinh dưỡng có. 52 thôi. Trên đây có dinh dưỡng nè. Trên đây dinh dưỡng còn hai ông 1 chấm luôn nè. 1.03 là biết dinh dưỡng cỡ nào. Quá đẹp. Còn để ý sầu riêng mãn thọt nó có hai cái nhánh dược để ép cái đọt đó không bà con. Mình thấy mình tiến hành cắt bỏ luôn để sau này nó ép cái đọt nha. Cái đọt này đó đó. Cái đọt đó là đọt nhánh dược lên song song với đọt đó. Video đến đây xin kết thúc nha bà con. Chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe và ra hâm vườn chăm sóc cây đạt nhiều kết quả tốt hơn nha bà con. Con trâu còn đang cay cay. Có hàng giữa mắt trai gái làm chắc phát thiệt tha. Con và em sớm mong hai đứa chú.